thì thường thường là chúng ta cúng xong chúng ta phải đưa hạ lễ xuống, chứ không có để cho hoa quả héo, hoa héo rồi mới đưa xuống là không có được, là không có nên. Trưng trên bàn thờ thì cũng phải là hoa quả tươi. Chào các bạn, hôm nay thì Duy Bàn Thờ làm video này để nói về cái cách mà chúng ta thờ cúng Phật tại nhà qua cái hướng dẫn của thầy Pháp Hòa. Thì ở video này thì Duy muốn lan tỏa cái những cái kiến thức mà thầy Pháp Hòa chia sẻ về cách thờ cúng Phật lại cho mọi người, để chúng ta lan tỏa tới nhiều người. Khi mà chúng ta thờ cúng Phật thì cần cần nắm, cần biết những kiến thức để chúng ta thờ cúng. Thì các bạn nếu mà chúng ta là một vị Phật tử hay là chúng ta là người bình thường chúng ta thờ Phật thôi, thì chúng ta cần phải lập bàn thờ Phật, đúng không? Và khi cái vị trí mà chúng ta lập bàn thờ Phật như thầy nói thì chắc chắn là sẽ phải là cái vị trí phong thủy rất là tốt, như là trung tâm ngôi nhà hay là cái phòng khách. Cái vị trí đấy phải là trang nghiêm, sạch sẽ, và không được gần hay là đối diện nhà vệ sinh này, nhà tắm, không được gần bếp, không được, chúng ta cũng không được thờ Phật mà để cái bàn thờ Phật ở trên cái tủ, cái tủ lạnh hay cái gì đấy cũng không được. Tốt nhất là nên có một cái bàn thờ. Thầy cũng có nói về nhiều gia đình, như là các gia đình thường là hay để bàn thờ ở trên cái tủ lạnh là cũng không có được. Chúng ta nên lập một cái bàn thờ. Nếu mà các gia chủ mà có cái nhà chật chội quá thì các gia chủ hãy thỉnh một cái bức hình như là thầy nói đấy. Chúng ta thỉnh một cái bức hình Phật, chúng ta thờ Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta thỉnh một cái bức hình Phật Thích Ca Mâu Ni về. Hay là chúng ta muốn thờ Ngài Quan Âm, Phật Quan Âm, thì các bạn thỉnh bức hình Phật Quan Âm về, chúng ta treo lên cái bức tường ở phòng khách để chúng ta tưởng niệm bằng tâm. Các gia chủ có không gian, có điều kiện thì các gia chủ nên lập một cái bàn thờ. Theo Duy là có thể là lập một cái bàn thờ treo tường, đó, rất là gọn gàng, treo trên tường. Hoặc ở phòng mà rộng thì các gia chủ lập một cái bàn thờ đứng, cái tủ thờ, để chúng ta thờ cho nó trang nghiêm, cho uy nghi. Thầy Pháp Hòa cũng có nói về cái cách mà các Phật tử chúng ta thờ Phật thì cái việc thờ cúng đồ lễ ở trên cũng nên đơn giản hóa đi. Chúng ta thờ cúng xôi, cúng chè là được rồi. Có thêm hoa quả nữa thì càng tốt. Đấy, và không cần phải là cúng gì nhiều. Cúng đồ chay không cần phải đĩa bánh mì hay là cái gì đi, lên đủ thứ không không cần. Thầy cũng có nói về cái việc này và đi thấy là cũng cũng xôi cũng chè thôi, các gia chủ có thêm một đĩa quà. Thầy cũng có nói về cái việc mà các vị Phật tử, các gia chủ thờ Phật ở nhà là cái vấn đề mà chúng ta thờ cúng đĩa quà trên này hay là chúng ta trưng hoa bình bông, thì thường thường là chúng ta cúng xong chúng ta phải đưa hạ lễ xuống, chứ không có để cho hoa quả héo, hoa héo rồi mới đưa xuống là không có được, là không có nên. Đấy, trưng trên bàn thờ thì cũng phải là hoa quả tươi. Và cái một cái vấn đề nữa là thầy cũng có nói về cái việc mà những cái chum nước chúng ta thờ cúng rồi là chúng ta để cả tháng ở trên ấy, chúng ta để rất là lâu, nó khô nó cạn luôn, nó để có cái váng ở trên luôn rồi mới đưa xuống thay chùi rất là khó. Mà thầy cũng có nói rất là nhiều, thì các mà gia chủ cũng lưu ý về chúng ta thờ Phật là chúng ta cũng phải nên thường xuyên là đổ, chúng ta thờ cúng xong chúng ta hạ lễ xuống chúng ta cũng đổ luôn những cái chum nước đi, chúng ta thay chum nước mới lên, không có để là chum nước quá lâu rồi nó khô nó cạn nó đóng váng, không có nên. Thường xuyên là mình phải chú ý để mà lau dọn cho sạch sẽ. Thầy cũng có nói về cái cách mà chúng ta thờ Phật á, thì có gia đình thì chúng ta thích thờ vị Phật Thích Ca Mâu Ni, có gia chủ thì lại thích thờ Ngài Phật Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Mẹ Sinh Mẹ Độ. Thì cái vấn đề này thầy Pháp Hòa cũng nói rõ là chúng ta thích thỉnh tượng Phật thì chúng ta thỉnh tượng, chúng ta thích thỉnh hình thì chúng ta thỉnh hình, và vị Phật nào cũng được. Chúng ta thích thỉnh vừa thờ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa thờ Ngài
Quan Thế Bồ Tát cũng được, không sao hết. Bởi vì theo thầy thì một vị Phật là tượng trưng của rất là nhiều các vị Phật. Chúng ta thờ một vị, hai vị, ba vị đều được. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải là thờ tất cả các vị Phật. Đấy, thì thầy nói rõ là một vị Phật tượng trưng cho tất cả các vị Phật. Thì khi chúng ta thích vị Phật nào, chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta biết ơn Ngài, chúng ta thỉnh Ngài về và chúng ta thờ thôi. Nó không cần nhất thiết phải thờ tất cả. Đấy. Và không nhất thiết là phải thờ thờ tượng hay là thờ hình. Chúng ta có tượng, chúng ta thỉnh tượng. Chúng ta có hình, chúng ta thỉnh hình lên để chúng ta thờ. Thầy Pháp Hòa cũng nói rõ về cái việc mà ví dụ như là có gia đình thì vừa có một bức hình Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy, vừa có một cái tượng Phật Quan Âm. Thì khi mà chúng ta vừa có hình vừa có tượng như thế ấy, thì chúng ta thỉnh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta để trước, bức hình Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta để sau. Và làm sao mà cái ngài Phật Quan Thế Âm Bồ Tát không có che cái đỉnh đầu của Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, không có che đi mặt của Phật Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy, làm sao mà cái bức hình Phật Thích Ca Mâu Ni cao hơn một tí. Đấy, thì để một cái trước và để sau như thế này. Thì các bạn có thể xem trên cái hình. Thầy Pháp Hòa cũng có nói về cái việc mà chúng ta thờ, ví dụ như chúng ta thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta không nên để tượng đặt trên bàn thờ như vậy. Chúng ta nên có thêm một cái đôn nhỏ để chúng ta bỏ ra cái đôn đấy, rồi bỏ tượng lên, cho tượng cao lên một tí, cho trang nghiêm, cho đẹp, nhìn trên cái bàn thờ cho nó uy nghi, có cái sự trang nghiêm đấy. Các gia chủ cũng có thể là bỏ trong lồng kính cũng được. Có một cái vấn đề đó là như ngày xưa thì có một số gia đình hay quan niệm là đợi đến cuối năm thì chúng ta mới là nên hóa cái bát nhang đi. Nhưng mà trong nhà Phật thì thầy Pháp Hòa cũng nói rõ là các gia chủ nên thường xuyên là dọn nhang đèn. Chúng ta nên là khi mà bát nhang mà cắm nhiều ngày, nhiều hương ở trên đấy rồi, nó nhiều đi thì chúng ta rút bớt đi, chúng ta hóa đi, chứ không cần phải đợi đến cuối năm là chúng ta mới hóa đâu. Đó, để cho bàn thờ, trên bàn thờ Phật làm sao mà luôn luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhìn vào trang nghiêm. Đó, nước ở trên chúng ta cũng thay, hoa quả héo chúng ta đưa xuống, hạ lễ xuống, không có để đồ héo ở trên ấy. Lau dọn, mình có một cái chổi, cái khăn để mình lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, gọn gàng. Về cái cách bài trí thì khi mà chúng ta có một cái bàn thờ Phật như vậy, như trên màn hình các bạn có thể thấy đấy, thì chúng ta sẽ đặt một bát nhang ở chính giữa bàn thờ, chỉ một bát nhang thôi, và hai bên bát nhang thì sẽ để chum nước. Nếu mà có một chum nước thì các gia chủ để một chum nước, có hai chum nước thì để hai cái hai bên cho cân xứng, có ba cái thì chúng ta đặt hai cái hai bên, một cái ở giữa. Đó, như là thầy Pháp Hòa đã nói đó, thì chúng ta làm sao mà cho cái bàn thờ khi mà chúng ta nhìn vào, nhìn cân xứng, cho trang nghiêm. Hai cái đèn thì chúng ta để hai bên bàn thờ, thì nếu mà có một bình bông thì chúng ta để một bên, để bên phải. Còn nếu mà có hai bình bông chúng ta để hai bên. Đấy. Thầy Pháp Hòa cũng có nói về cái việc mà các gia chủ khi mà làm lễ tụng kinh á, thì các gia chủ là nên rửa tay, rửa chân sạch sẽ, thay quần áo, mặc áo tràm vào. Chúng ta bắt đầu khi mà vào ngồi để mà làm lễ tụng kinh thì chúng ta chưa nên tụng kinh liền. Chúng ta ngồi khoảng 5 phút để cho tâm mình lắng xuống. Sau khi những cái sự phân tâm, những cái tạp niệm ở trong đầu nó lắng xuống đi, thì chúng ta mới bắt đầu vào tụng kinh để chúng ta tập trung trong cái việc thờ cúng. Thầy cũng có nói về cái việc mà chúng ta gõ chuông thì cũng phải là chúng ta nên gõ nhẹ nhàng thôi, và phải có cái sự thực tập trong này. Chúng ta gõ thì cũng rất là nhẹ nhàng, từ tốn, cho cái không gian, cho cái sự uy nghi, trang nghiêm trong cái không gian thờ cúng. Đấy là những cái kiến thức cơ bản, những cái điều mà các gia chủ, các vị Phật tử cần nắm rõ mà khi chúng ta thờ cúng Phật tại nhà, qua hướng dẫn của thầy Thích Pháp Hòa. Và Duy đã chia sẻ lại ở cái video này để lan tỏa tới nhiều gia chủ, để chúng ta có những kiến thức cơ bản, chúng ta
nắm bắt trong cái việc mà thờ cúng Phật tại nhà sao cho đúng cách. Các bạn nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ tới người thân, bố mẹ, bạn bè của các bạn. Khi mà chúng ta thờ Phật thì chúng ta sẽ có những kiến thức cơ bản, chúng ta hiểu về cách thờ Phật, thờ đúng cách để mà có được cái sự bình an, may mắn. Hy vọng video của Duy chia sẻ những kiến thức của thầy Pháp Hòa về thờ cúng Phật tại nhà sẽ giúp ích cho các gia chủ. Khi mà chúng ta là thờ Phật, chúng ta là vị Phật tử, chúng ta thờ cúng Phật tại nhà sẽ có những kiến thức cơ bản nằm lòng. Chúng ta hiểu về cách thờ cúng, cách bài trí, những kiến thức cơ bản về thờ cúng Phật tại nhà. Đó thì các gia chủ có những cái câu hỏi hay là những cái bình luận, những thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận dưới video này, Duy sẽ trả lời. Các gia chủ thấy video này hay và hữu ích thì cho Duy một like, một đăng ký kênh ủng hộ Duy, để Duy sẽ thường xuyên cập nhật, sẽ đăng lên trên kênh của mình những cái video hữu ích về thờ cúng và tâm linh, để giúp ích cho tất cả các quý gia chủ trong cái việc chúng ta thờ cúng. Ok, chào tất cả các quý gia chủ nha.